đời vui náo nước sức sống đang trào dâng. Mùa về trên quê hương nghe bao tiếng thân thương, khi sông núi nối liền tin vui đến mọi miền. Lời tổ quốc mênh mông bồi hồi khắp non sông, giờ giao thừa con ấm giọng nói của Bác Hồ. Một Việt Nam thống nhất chan hòa tình Nam Bắc, ôi chân lý rạng ngời bừng lên sáng soi đời. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trần Thị Dịu, tôi đến từ Nam Định và tôi vào FPT từ ngày 14 tháng 8 năm 2017. Hiện tại thì tôi đang là nhân viên triển khai đào tạo của FHO. Về giọng hát của em thì em có một niềm đam mê âm nhạc từ rất là nhỏ. Bố của em là một nghệ nhân hát chầu văn ở Nam Định. Vì thế mà em có một cái máu nghệ thuật ở trong người. Vì thế nên là em vẫn luôn trau dồi học hỏi và không trải qua một lớp thanh nhạc nào cả. Ngoài ca hát thì em còn có sở thích múa này, MC. Con gái thì sẽ thích shopping, du lịch. Thường về xóm xâm gian tiếng hát, bến sang đình bát ngát nương sâu, ngương thả lưới buông xào, con thuyền chàng ở nơi nào đời em. Kìa coi mạn ni thuyền vừa qua bến ni đảo ý, tiếng chúng chào duyên đi. Mục đồng hòa nhịp ai ân một niềm yêu.